Các quán nước ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh muốn được yên thân thì phải nộp tiền bảo kê hàng tháng từ 2 đến 2,5 triệu đồng. Băng nhóm bảo kê này do Lê Văn Nhẫn, 25 tuổi, ở xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cầm đầu. Ngày 5 tháng 2 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Trảng Bàng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Nhẫn cùng 8 người khác trong nhóm bảo kê có độ tuổi từ 14 đến 25. Trước đó vào lúc 17 giờ ngày 3 tháng 2, công an thị xã Trảng Bàng chia thành nhiều tổ đột kích tại các huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu và trên địa bàn thị xã, bắt giữ 9 thanh thiếu niên này cùng 5 thanh thiếu niên khác và thu giữ 7 xe máy các loại, 9 điện thoại di động, 4 con dao tự chế, dựa, ống tuyếp sắt, 2,5 triệu đồng. Theo điều tra, Nhẫn chỉ đạo đàn em đến các cơ sở kinh doanh cà phê giải khát tại địa bàn thị xã Trảng Bàng, huyện Củ Chi và huyện Đức Hòa, đe dọa chủ quán đòi tiền bảo kê hàng tháng với số tiền từ 2 đến 2,5 triệu đồng một quán. Đến tháng mà quán nào không nộp thì bị đồng bọn của Nhẫn mang hung khí đến quán đập phá, đe dọa khách đến uống nước. Ngoài ra nếu có người thuê đòi nợ hay giải quyết mâu thuẫn cá nhân thì Nhẫn cùng đồng bọn nhận lời đến nhà các nạn nhân đập phá tài sản, gây thương tích mỗi vụ, nhận tiền thuê từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc nhận 30% trên tổng số tiền đòi nợ. Song song đó, nhóm bảo kê này còn hoạt động trộm cắp xe máy. Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã cùng nhau thực hiện 12 vụ cưỡng đoạt tài sản, 7 vụ hủy hoại tài sản, 3 vụ cố ý gây thương tích, 5 vụ trộm cắp xe máy và 1 vụ tổ chức đánh bạc. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Trảng Bàng kêu gọi những người có liên quan đến nhóm tội phạm cần đến công an phối hợp điều tra và hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.